chào mừng tất cả các bạn một lần nữa quay trở lại với kênh youtube của tôi thắng phạm hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái cấu trúc there is hoặc là there are cái cấu trúc này đó các bạn nó có một cái trường hợp để mà mình dùng một cách cụ thể đó là khi mình có cái ý nói là có cái gì đó nhưng thông thường đó mỗi khi mà mình có ý muốn nói có cái gì đó thì các bạn nhớ là mình hay dùng cái gì không mình dùng cái động từ là have something mình dùng cái từ have cái gì đó ở phía sau đó để thể hiện cái ý là mình muốn nói mình có cái gì đó nhưng không phải các bạn cái cấu trúc there is hoặc là there are này đó nó dùng đặc biệt khi mình không muốn đề cập đến một cái chủ từ chủ từ có nghĩa là dùng ai nè, they she he it gì đó, vân vân. Nếu như mình không muốn đề cập đến cái người nào hoặc là cái vật gì, có thứ gì đó thì mình dùng there is hoặc là there are. Nó đơn giản bắt đầu một cái cách nói là có cái gì đó, giống như trong tiếng Việt mình nói là có một con chim đậu trên cành thì lúc đó đó cái có đó đó là không có chủ từ các bạn ha. Thì cái chủ từ giả này nè, there is hoặc there are này đó lúc này đó nó phát huy tác dụng nha các bạn mình sẽ vào từng trường hợp cụ thể để xem cái cấu trúc này nó vận dụng như thế nào nhưng các bạn nhớ là khi trong trường hợp mình không muốn giới thiệu cái chủ từ có nghĩa là sẽ không có chủ từ trong đây mà mình có ý muốn nói có cái gì đó thì dùng hai cái cấu trúc này các bạn nha nội dung của cái này nó khá nhiều mà tôi muốn gom trong một trang thôi cho nên là chữ nó hơi nhỏ các bạn thông cảm nha thì ở đây là các bạn there is cộng với lại một cái singular hoặc là uncountable noun một singular là sao là một cái danh từ ở dạng số ít hay là danh từ ở dạng không đếm được không đếm được không biết là ít hay nhiều nhưng mà với cái thứ đó các bạn không thể đếm được thì lúc đó đó các bạn dùng với lại there is. Nói đúng ra đó, there is là dùng với những cái danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được. Mình thử ví dụ đầu tiên nha các bạn. There is a pen on the table. There is a pen on the table. Các bạn thấy nè, a pen đây là danh từ ở số ít nó là singular đó các bạn a pen là một cây bút thôi thì lúc này một cây bút thôi thì lúc này mình dùng there is nha các bạn. There is a pen on the table. On the table ở trên bàn. There is one big tree in my garden. There is one big tree. One big tree cũng là một cây thôi, có một cái cây to trong vườn của tôi thì có một thôi đó thì nó là singular. Ha, là danh từ ở dạng số ít thì lúc này các bạn dùng there is. There is hot water là nước nóng. Hot water in the bottle ở trong chai. In the bottle. There is hot water. thì ở đây nè các bạn hot water có thể đếm được không? Bản thân đó cái từ hot water là không thể đếm được. Nhưng nếu muốn nói một chai, hai chai, một lọ, hai lọ thì lúc này mới đếm được nha các bạn. Còn nếu nói water không thì không có đếm được tại vì bản thân water mà nó không được đặt trong bình chứa đó thì lúc này nó không đếm được. Còn nếu đặt trong bình chứa mình mới biết là một bình, hai bình, 1 lít, 2 lít vân vân. Còn nếu nói water không là không đếm được nha các bạn. Hiểu cái cách đếm được và không đếm được không nha. Rồi, there is hot water in the bottle. Thì đây hot water là uncountable noun là danh từ không đếm được các bạn nha. There is ice cream on your clothes. Có kem, có kem dính trên quần áo của bạn kìa, có kem dính trên quần áo của bạn. Đây cũng là cái cách nói được các bạn nha. There is ice cream là có kem ở trên này là có nước nóng, ở đây là có một cái cây, kia là có một cây bút thì khi người ta muốn bắt đầu bằng cách nói là có cái này có cái kia mà không muốn nói đến chủ từ hoặc là không có chủ từ ở trong đây thì lúc này là dùng there is hoặc là there are các bạn nhớ không không được nói là have ice cream nha không được nói have ice cream hay là have a pen hay là gì đó nha các bạn không được nói như thế khi nào có chủ từ như là I hay là they thì lúc đó mới nói là I have a pen là tôi có một cây bút, còn nếu không có chủ từ chỉ nói là có thôi thì lúc này là dùng there is hoặc there are nha các bạn. There is ice cream on your clothes. Có kem ở trên quần áo của bạn kìa, có nghĩa là quần áo của bạn dính kem kìa. Nha các bạn, thì đây là ice cream nè, là không đếm được nha. Tại sao ice cream không đếm được? Tại vì một đống ice cream đó làm sao mà đếm được? từ khi các bạn bỏ trong một cái scoop ha một cái cái đồ mút đó thì one scoop two scoops thì đếm được hay là đó bạn bỏ trong ly one glass uh, two glasses thì lúc đó là đếm được còn ice cream không là không đếm được giống như water thôi nha các bạn there isn't a book in my hand trên tay tôi không có một quyển sách nha ai nói là trên tay tôi có một quyển sách thì bây giờ tôi nói là không có một quyển sách trên tay của tôi đâu. Nha các bạn, thì lúc đó đó nếu các bạn muốn nói một quyển sách thì luôn luôn là a book nha các bạn. Không được nói là there isn't book in my hand lúc đó không được. Nếu mình muốn đề cập đến một quyển thì lúc này hoặc là các bạn dùng one hoặc là các bạn dùng a hoặc là in nhưng a in là cách nói một cái phổ biến nhất nha các bạn. Cho nên là mình nói không có một quyển sách trong tay tôi đâu. Tại vì ai đó trước đó có thể nói là có một quyển sách trên tay của bạn kìa. Thì lúc này bạn nói là There isn't a book in my hand. Không có cái quyển sách trên tay của tôi đâu. Và mình đang mình đang chối cái việc đó. Mình đang nói là không có một quyển sách trên tay tôi đâu nha. Nó không có ý là không có quyển sách nào trên tay của tôi. Lúc đó các bạn chỉ đang cung cấp thông tin là À, trên tay tôi không có quyển sách nào đâu. Cái đó nó khác các bạn. Còn cái này đó là không có cái quyển sách mà bạn nói đó. Không có một quyển sách trên tay của tôi đâu nha. Thì lúc này đó bạn phải dùng là a book. Nha các bạn. Vậy thì nhớ là có hai cách nói khác nhau nữa. Không có quyển sách nào trên tay của tôi là cách nói khác. Còn cái này mình đang nói là không có một quyển sách trên tay của tôi đâu. Nha nó xuất phát từ cái câu khẳng định là có một quyển sách trên tay của bạn kia thì lúc này mình nói là không có quyển sách trên tay của tôi đâu không có một quyển sách nha các bạn thì lúc này là there isn't a book in my hand đây là cách nói phủ định phủ định dành cho danh từ ở dạng số ít nha các bạn phủ định there is not là cách nói uh, dài của cái cách rút gọn là there isn't lúc này mình nói there is not luôn các bạn there is not any sugar in the jar ở trong cái hũ không có một chút đường nào đường nha không có một chút đường nào lúc này nè các bạn thấy người ta dùng any cái any này đi với lại danh từ không đếm được nha các bạn danh từ không đếm được nha các bạn không thể nói là There is not any book. Any book. Cái any này không thể đi với danh từ số ít được các bạn nha. Không thể đi với danh từ số ít được. Nó chỉ đi với danh từ không đếm được thôi. Các bạn nhớ nha, trong cái màn hình này nó chỉ đi với danh từ không đếm được thôi. Còn danh từ số ít là không thể đi với any phía trước được nha các bạn. There is not any sugar. In the jar là không có một chút đường nào trong cái hũ cả, trong cái lọ cả. Yeah. Đây là cách nói phủ định dùng any. There isn't any milk in the fridge. Không có một chút sữa nào ở trong tủ lạnh cả. Đây cũng là cách nói tương tự như cách nói trên. Thay vì là sugar thì nó là milk. Nha, yeah. là cái cách nói phủ định nó đi kèm với any để nói là không có một chút gì không có một chút gì mình có thể nói là there is not sugar bỏ any cũng được there is not sugar in the jar là không có đường trong hũ hay là there isn't milk in the fridge là không có sữa trong tủ lạnh tuy nhiên thêm cái any vào để nói là không có sữa nào không có đường gì cả Nha, ở trong tủ lạnh như các bạn cái any nó có nghĩa như thế. Tuy nhiên các bạn bỏ ra khỏi các câu này thì vẫn được tại vì cái cấu trúc there is hoặc là there isn't là nó đi kèm với cái danh từ không đếm được ở đây nha các bạn. There is no milk left. There is no milk left. Không còn lại một chút sữa nào. Có nghĩa là không không có một chút sữa nào còn lại cả, giống như mình mở cửa tủ lạnh xong cái mình thấy là không còn lại một chút sữa nào cả, giống như là nó đã được sử dụng hết rồi ha. Thì lúc đó các bạn dùng no. No nha các bạn. There is no milk left hay là there is some milk left. Cái câu some milk left này đó các bạn, nó có nghĩa là còn lại một ít sữa. À, cái some này nè nó có ý nói là một ít còn lại một ít sữa còn no milk left là không còn lại một chút nào cả còn some là còn lại một ít sữa nha các bạn là cái cách dùng no và some đi kèm với lại danh từ không đếm được luôn các bạn nha dưới này là câu hỏi is there an eraser in your bag is there an eraser in your bag các bạn thấy nè cái câu hỏi is there thì đó nó cũng đi kèm với lại danh từ ở dạng số ít số ít có nghĩa là một thôi các bạn nhớ không mà đã một á thì phải thêm vào mạo từ ờ uh, hoặc là ẩn trong trường hợp này là ẩn an, an eraser là cái cục tẩy cục gom đó các bạn nha vậy thì cái cấu trúc để hỏi đó trong lúc mà nói mình nói là there is thì lúc hỏi mình đảo ngữ động từ to be đưa ra phía trước there hỏi là is there nha các bạn is there an eraser thì cái phía sau của nó mọi việc nó giống y chang như cái câu khẳng định ha thì cái câu hỏi chỉ đảo ngữ có nghĩa là đảo động từ to be này ra phía trước để mình hỏi thôi nha các bạn is there an eraser in your bag is there an eraser in your bag có một cái cục gom ở trong cái túi sách của bạn không ha cái câu hỏi là như thế hay là cái câu hỏi này dùng any đi với lại danh từ không đếm được juice là nước nước ép trái cây các bạn ha. Is there any juice in the fridge? Trong tủ lạnh có nước trái cây nào không? Any juice. Any có nghĩa là loại nào cũng được. Loại nào cũng được, nước trái cây nào cũng được, người ta không hỏi nước cụ thể thì thêm cái chữ any vào nó có nghĩa như thế đó các bạn. Is there any juice in the fridge? There is juice in the fridge. Mình nói câu khẳng định ha là có nước ép trái cây trong tủ lạnh thì khi mình hỏi đảo ngữ ra is there juice in the fridge thêm cái any vào là bất kỳ loại nào cũng được nha các bạn. Is there a lot of sugar in milk? Có phải là có nhiều, có rất nhiều đường ở trong sữa không? Có nhiều đường. There is a lot of sugar. Là có rất nhiều đường. Thêm cái a lot of này để nói là rất nhiều, là nhiều ha. There is a lot of sugar in milk. Nếu đó là câu khẳng định. Còn á, thành câu hỏi thì đảo ngữ ra Is there a lot of sugar in milk? có phải trong sữa có rất là nhiều đường hay không? Nha các bạn. Thì đây nè, các bạn nhớ there is đi kèm với lại danh từ ở dạng số ít. Số ít là một nha. Mà một á, là phải đi kèm cái gì? Là one hoặc là a uh, hay an. Nha các bạn. Hay là danh từ không đếm được, không đếm được thì người, người ta xem như đó nó ở dạng số ít. Nha các bạn. Mà ở dạng số ít thì á, nó đi kèm với there is. Và các bạn nhớ cái cách đó dùng any. Cái cách dùng any nè. Cái cách, cái cách dùng no nè. Cách dùng some nè. Hay là thêm vào những cái trạng từ như là a lot of. Nè các bạn. Để mà diễn đạt nó nhiều hay ít. Hay là loại nào cụ thể. Nha. Thì đây là tất cả các cái cách mình có thể dùng với lại cái cấu trúc there is được các bạn nha. Bây giờ mình qua một cái cấu trúc mới là there are. There are nó đi kèm với lại plural nouns là những danh từ ở dạng số nhiều các bạn. Số nhiều là sao? Cách đây ít hôm mình có học cái danh từ số nhiều á là từ 2 trở lên gọi là nhiều và cái cách để thành lập các danh từ số nhiều ha. Nếu các bạn nào chưa chưa xem cái clip đó thì các bạn nhớ xem lại để biết cách thành lập danh từ ở dạng số nhiều thế nào. Nhưng trong tình huống này, there are là để nói mình có nhiều cái gì đó. Ha. Nhiều có nghĩa là lớn hơn một là nhiều rồi các bạn nha. There are pens on the table. Hồi nãy mình nói là there is a pen on the table. Còn lúc này đó tôi bỏ cái chữ ờ đi chữ pens tôi lập thành số nhiều bằng cách thêm s vào để tôi nói là có viết hay là có bút ở trên bàn mà bút ở đây đó có nghĩa là nhiều hơn một cây từ hai cây trở lên cho nên tôi mới dùng số nhiều không biết là bao nhiêu nhưng mà nói là có bút ở trên bàn kia còn nếu có một cây thì tôi nói là there is a pen on the table còn có nhiều hơn một thì lúc này đó tôi lập tức đổi thành cái cách viết ở dạng số nhiều và bỏ ở đi nói là there are pens on the table there are pens on the table nha các bạn thì there are đi kèm với lại danh từ số nhiều số nhiều nhiều có nghĩa là đếm được mới là nhiều nha các bạn nha rồi there are three apples in the basket there are three apples là đây là ba quả táo nè các bạn ba quả táo là nhiều hơn một á, là nhiều rồi cho nên á, là danh từ apple thêm s vào để thành lập số nhiều nè tại vì á, tiếng anh là ngôn ngữ có cấu trúc trong tiếng việt mình nói là có một quả táo táo nó vẫn y chang như vậy không thay đổi gì mình nói là hai quả táo táo nó vẫn y chang ba táo táo cũng y chang còn á, tiếng anh á, phải thêm s vào hay là bạn biết tất cả các cách biến đổi từ danh từ số ít thành danh từ số nhiều rồi đấy thì trong trường hợp này là thêm s sau apple để diễn tả cái số nhiều để đảm bảo cái tính chặt chẽ của ngôn ngữ các bạn nha. Thì ở đây đó there are three apples, có ba quả táo in the basket trong cái giỏ có ba quả táo ha. Thì there are đi kèm với lại danh từ ở dạng số nhiều các bạn nha. Như vậy thì nè, ở trên này there are pens, ở dưới này nói there are apples được không? Được. Bỏ cái three được không? Được. Nhưng mà thêm cái three này nè, 1 2 3 4 5 gì đó để nói cái số lượng cho người ta biết cụ thể. Hay mình nói là there are two pens on the table. Two pens là có hai cây bút trên bàn kia. Được không? Thêm two vào đây. Được nha các bạn. Rồi, there are many trees in my garden. Có rất nhiều cây ở trong vườn của tôi. Các bạn thấy nè, mình có thể nói là there are trees in my garden. Trees ở dạng số nhiều, có cây ở trong vườn của tôi. Khi mình nói có cây ở trong vườn của tôi thì người ta cũng ngầm hiểu là có nhiều cây chứ không phải là có một cây. Còn khi có một thì trong tiếng Việt mình nói là ờ có trong vườn của tôi có một cái cây thôi thì lúc đó mới xứng đáng để nói chứ đúng không? Còn á, ở trong tiếng Anh bạn phải dùng từ cụ thể xác định rõ ràng không thể nhầm lẫn ở đâu được. Ở đây là many, có rất nhiều cây. À, there are many trees in my garden. Dạ các bạn, mình có thể thêm con số vào được không? There are three trees. There are three trees in my garden. Được không? Được. Nha các bạn. There aren't any books on the shelf. There aren't any books on the shelf không có quyển sách nào ở trên kệ cả ở trên kệ hay là giá sách gì đó các bạn nha thì lúc này nè các bạn thấy nè hồi nãy đó any nó đi kèm với lại danh từ không đếm được nha không đếm được nha còn đếm được mà ở dạng số ít thì không đi cùng được nha các bạn ở đây là nó đi cùng với danh từ số nhiều luôn được có nghĩa là any có thể đi cùng với lại danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều nha các bạn riêng số ít thì không có đi kèm rồi there aren't any books on the shelf không có quyển sách nào ở trên kệ cả bỏ từ any được không các bạn được any thêm thắt vào để nói là quyển sách nào cũng không có thôi à, còn mình nói là there aren't books on the shelf thì cái câu này có ý là không có quyển sách không có sách ở trên kệ mình nói không có sách ở trên kệ thôi còn thêm any nó có nghĩa là không có quyển sách nào không có loại sách nào ở trên kệ cả cái any nó có nghĩa như thế các bạn nha rồi there aren't two phones in the backpack there aren't two phones in the backpack không có hai cái điện thoại ở trong cái ba lô đâu? Backpack là cái ba lô đeo ở trên lưng đó các bạn. Ở đây mình nói cụ thể luôn là không có hai cái điện thoại. Giống như ở trên đây thôi mình nói có ba cái trái táo thì cái câu phủ định á thì mình nói là there aren't, aren't là không có nè. There aren't three apples in the basket. Nếu ai đó nói là trong giỏ có ba trái táo, mình không thấy trái nào cả hay là mình thấy nó không đủ thì mình có thể nói là không có ba trái táo. There aren't three apples in the basket. Nha. Yeah. Ở dưới này cũng vậy. Ai đó nói là có hai cái điện thoại trong cái ba lô kìa. Thì mình nói là there aren't two phones in the basket. Oh, in the backpack. There aren't two phones in the backpack. Nha yeah, các bạn. Cái chữ này lưu ý cách đọc chút xíu. Backpack. Backpack. Nó là âm A ngắn và âm cờ. A ngắn và âm cờ cả hai đều như thế. Cho nên, thế này, A, 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 A. ba, ba, A, ba, tới âm cờ liền, ba, c, k, ba, k. Đừng có sửa thành bét, 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 bét nha, mà là A, ba, ba, back ba, Còn cái này là A, pa, 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 backpack ba, pa, back ba, 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 ba. pack pa, 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 pa. Một cái là âm b, một cái là âm pa 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 yeah backpack backpack in the backpack there aren't two phones in the backpack phones phones in the backpack không có hai cái điện thoại trong cái ba lô đâu À there aren't many people in the hall hall ở đây là cái sảnh ha, mà mình nói là không có nhiều người ở trong sảnh đâu. Ai đó nói là ra ngoài hồ kìa, ngoài cái sảnh kìa có rất là nhiều người. Thì lúc này đó, cái mình ra mình thấy có vài người thôi. Cái mình quay trở vô mình nói là there aren't many people in the hall. Là không có nhiều người uh, trong sảnh đâu. Nha các bạn. Thì lúc đó đó, cái này nè, chữ many này nó nó thêm vào để bổ nghĩa cho cái people thôi. Đây là người ở đây là nhiều người. Mà chữ nào bổ nghĩa là chữ đó phải nằm phía trước nha các bạn. Many people, there aren't many people. Thì các bạn lưu ý cái cách dùng từ nha. Mình thêm vào many people hay là two people, uh, ten people uh, hay là a lot of people. Tất cả mọi cái đều đưa vào đây. Hay thậm chí mình thêm vào đây là any people, there aren't any people in the hall. Lúc này nó có nghĩa gì các bạn? Là không có người nào, không có người nào ở ngoài sảnh cả. Thì đó, các bạn thấy nè, any nó đi kèm với phủ định đúng không? Và câu hỏi. Nhưng mà đó, phủ định và câu hỏi đối với danh từ không đếm được là một. Thứ hai là đi với lại danh từ ở dạng số nhiều nha các bạn. Số ít đừng dùng nha. Rồi There are no people in the hall. No people in the hall. Rồi các bạn thấy nè, không có người nào ở trong sảnh cả. There are no people. Các bạn thấy many people, no people, nha. Yeah. Rồi thì đó, lúc này nè, lúc này nè các bạn, khi mình nói là there are people in the hall, yeah. hay là no people in the hall đều là dùng ở danh từ số nhiều cả các bạn nha. Mặc dù không có người nào cả, nhưng mà đó các bạn không thể nói đó là there there are no person được. Mình không dùng phía sau no là no person, person là một người ở dạng số ít đó các bạn. Thì ở đây là there are no people. À, các bạn không thể nào nói là there is no person, there is no person. Mình không có dùng cách đó, cách đó nó không có tự nhiên có thể là nói người ta cũng hiểu đấy nhưng mà nếu các bạn nói là không có người nào không có vật gì mà dùng với lại danh từ số nhiều đó thì lúc này các bạn phải dùng là there are chứ không có dùng số ít của nó mà nói không có gì được ở trong tình huống này các bạn phải nhớ there are no people in the hall there are no pens on the table No pens on the table hay là there are no apples in the basket. Ha, đây là cách dùng của there are no. Thì phía sau của nó là danh từ số nhiều. Nhớ là các bạn đừng có dùng there is no cộng với lại danh từ đếm được nha các bạn. Thì lúc đó đó nó mất tự nhiên nó không hay đâu. Người ta tranh cãi về cái việc là lúc đó nói số ít cũng được nhưng mà đó cái cách nói số ít trong trường hợp đó đó để phủ nhận lại cái câu ai đó vừa nói có một, có một, có một gì đó thôi. Còn lúc này mình bắt đầu bằng một cái câu mình nói là không có ai cả hay là không có vật gì đó cả thì mình nên bắt đầu bằng there are và danh từ số nhiều phía sau no. Lưu ý nha các bạn. Rồi. Đây là cách thành lập câu hỏi Are there any books in your bag? Mình hỏi are there any books. Các bạn thấy nè, any books nó đi với lại danh từ ở dạng số nhiều, các bạn thấy không? Và cái cách mà mình hỏi có quyển sách nào không thì lúc đó đó mình phải hỏi ở dạng số nhiều are there. Đảo cái chữ are ra phía trước để hỏi các bạn nha. Are there any books. Mình không thể nói là are there any book ở dạng số ít được nha các bạn. Nếu các bạn hỏi ở dạng số ít các bạn nói is there is there a book có một quyển sách huh? is there a book on the table là có một quyển sách ở trên bàn không thì lúc đó hỏi is there được. Còn muốn hỏi có quyển sách nào không thì lúc đó phải hỏi ở dạng số nhiều nha các bạn nha, số nhiều. Are there any books in your bag? Tương tự are there apples in the fridge? Có táo ở trong tủ lạnh không? Are there apples? Là ở dạng số nhiều các bạn nhớ không? Có trái táo nào không? Có cây bút nào không? Mặc dù trong tiếng Việt nói như thế đó nhưng mà trong tiếng Anh bạn phải hỏi ở dạng số nhiều đối với danh từ đếm được các bạn nha, số nhiều. Rồi, mình thêm vào any ở đây được không? Được các bạn nha. Are there many people in your house? Nhà bạn có nhiều người không? Are there many people in your house? Thêm many vào phía trước để hỏi Thay vì là nhà bạn có người nào không thì nó kỳ Tại vì nhà phải có người chứ Thì lúc này nè Mình thêm cái many nó hay hơn Mình hỏi nhà bạn có nhiều người không Chứ chẳng lẽ nói là nhà bạn Nhà bạn có người nào không Thì lúc đó đó cái ý nghĩa của nó khác hoàn toàn Hoặc là nó sai hoặc là nó khác hoàn toàn Các bạn nha Are there many people in your house? Rồi đó các bạn. Hôm nay mình học cái cấu trúc there is hoặc là there are nó đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ghi nhớ mấy cái điểm này. There is đi với lại danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được. Còn there are là đi với danh từ số nhiều ha. Và trong này các bạn phải lưu ý cái cách dùng any, cái cách dùng no, cái cách dùng some, cái cách dùng many hay là a lot of vân vân nha các bạn nếu các bạn vẫn cảm thấy hơi rắc rối hơi chưa hiểu thì các bạn xem lại cái video này từ đầu đến cuối nha để các bạn có thể hiểu rõ được hơn và tôi hy vọng rằng các bạn có thể dùng cái cấu trúc này trong văn nói thường ngày được cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi